cảm giác của trader khi tìm hiểu mô hình giá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại em Forex, mình là Minh. Và cái video này mình xin nói trước, đây là một trong những video dài nhất từ thời điểm mình làm em Forex đến bây giờ. Bởi vì nó chứa đựng rất là nhiều kiến thức cũng như là rất là nhiều kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Bởi vì mình thấy ở trong thị trường này, đấy là các bạn đôi khi các bạn biết rất là nhiều cái mô hình, ví dụ mô hình hai đỉnh, hai đáy, mô hình vai đầu vai nọ kia, rất là nhiều cái, những cái tên với những cái gọi là thuật ngữ nó sang trọng và nó tranh sản. Tuy nhiên đến lúc mà các bạn áp dụng vào thực tế thì mình thấy các bạn áp dụng nó chưa được tốt và nó áp dụng chưa được hiệu quả như cái kỳ vọng của các bạn đặt ra ban đầu. Chính vì thế đây là một trong những video tâm huyết của mình để mình giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về những cái mô hình giá cũng như là giúp cho bạn hiểu rõ hơn về cách để áp dụng những mô hình đó ở trong thực tế. Và nó sẽ rất là dài, đây là lần thứ 3 mình nhắc lại trước khi bắt đầu video này. Các bạn cần bất cứ thông tin gì, các bạn nên có một cái giấy bút khi các bạn xem video này để ghi chú lại những cái điều quan trọng. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái nội dung video chúng ta ngày hôm nay. Sau đây là những cái mô hình mà mình sẽ giới thiệu và sẽ chia sẻ cho các bạn. Bởi vì thứ nhất là mình thấy cái tần suất xuất hiện nó trong thực tế nó khá là cao. Và thứ hai nữa là cái khả năng chiến thắng cũng như gọi là cái tỷ lệ win rate nó tương đối là ok. Có thể nó sẽ là những cái mô hình các bạn biết rồi, có thể những cái mô hình các bạn đã nắm rõ rồi, nhưng mình xin các bạn hãy xem lại một lần nữa. Bởi vì có thể có những cái điều mà mình sẽ chia sẻ với các bạn mà các bạn chưa thể nghe thấy ở những cái nơi trước đó. Và chúng ta sẽ điểm qua những cái mô hình này. Sau đây là những cái mô hình mà mình sẽ giới thiệu với các bạn ở trong video ngày hôm nay. Trong quá trình giao dịch của mình, cá nhân mình thì mình nhìn thấy đây là những cái mô hình thường xuyên xuất hiện cũng như là cái tỷ lệ win rate, hay nói cách khác, đấy là cái xác suất chiến thắng của nó tương đối là cao. Vậy thì những cái mô hình này bao gồm 6 cái mô hình như sau. Cho cùng bắt đầu với mô hình đầu tiên, đấy chính là mô hình 2 đỉnh và mô hình 2 đáy. Mô hình 2 đỉnh là một mô hình đảo chiều khá là quen thuộc. Ở đây nó thể hiện cho sự thất bại của xu hướng đang tiếp diễn khi mà nó không thể phá qua được cái vùng cản gần nhất. Và cái mô hình này bắt đầu từ cái con sóng chính, như các bạn đã nhìn thấy đây là con sóng tăng đi lên. Sau đó thì chúng ta hiểu được cái logic của thị trường, đó chính là giá nó di chuyển với hình dáng giống như chữ M thì nó có ý nghĩa là nó tạo ra hai cái đỉnh, và cái đỉnh sau nó không cao hơn cái đỉnh trước, nó không tạo ra một cái cấu trúc tăng, nó bền vững. Thì ở đây nó sẽ chính là một vùng kháng cự, và cái vùng của cái mô hình này nó có một cái vùng gọi là vùng đáy tạm thời, thì nó sẽ gọi là cái vùng neckline, hay có cái tên gọi tiếng Việt đấy chính là cái đường cổ. Và cái mô hình này chỉ được xác nhận khi mà giá nó phá qua cái phần đường cổ ở đây như các bạn đã thấy. Vậy thì bí mật tâm lý của cái mô hình này là gì? Mô hình hai đỉnh nó xuất hiện ở trong một cái thị trường, nó ở trong một cái xu hướng tăng. Và sau đây chúng ta sẽ thấy được một điều là nó tạo ra cái đỉnh đầu tiên và nó có một cái nhịp hồi. Sau đó tưởng rằng là phe mua đã xuất hiện để tiếp tục đẩy giá đi lên tiếp, nhưng nó đã bị chặn lại ở cái chốt chặn của phe bán, đấy là cái khu vực đỉnh thứ hai. Và từ cái khu vực đỉnh thứ hai này là phe bán bắt đầu gửi thêm quân đến và gửi thêm những cái lực lượng của những người bán mạnh hơn, và nó sẽ làm cho giá nó đi xuống và nó sẽ chấm dứt một cái xu hướng tăng giá trước đó được tạo bởi cái khu vực đỉnh thứ nhất. Tương tự đối với mô hình hai đỉnh, đó chính là mô hình hai đáy. Và mô hình này ngược lại, nó bắt đầu từ một con sóng giảm, sau đó thì giá nó tiếp tục hồi lại và có một cái đợt nó suy giảm tiếp. Tuy nhiên khi đến cái vùng đáy cũ thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng giá nó không phá qua được mà nó lại tăng lên rất là mạnh. Và cái mô hình này sẽ bao gồm hai đáy sẽ tạo thành một vùng hỗ trợ tại khu vực đó. Và cái khu vực đỉnh của cái mô hình này, cái khu vực đỉnh tạm thời như mình đã nói thì nó sẽ tạo thành một cái đường cổ. Và các bạn hãy nhớ rằng mô hình này nó cũng tương tự như mô hình hai đỉnh, đó chính là nó chỉ được xác nhận khi mà giá nó phá qua khu vực đường cổ ở đây. Và cũng tương tự như đối với mô hình hai đỉnh thì tâm lý thị trường trong mô hình hai đáy là gì? Mình nghĩ là chúng ta sẽ chỉ cần hiểu những cái vấn đề nó đơn giản như sau, đấy chính là với cái mô hình hai đáy chúng ta sẽ thấy là trước đó nó có một cái nhịp là xu hướng giảm. Xong sau đấy thì nó tạo ra cái đáy đầu tiên và có một cái nhịp mua ở đây, lực mua đã được xuất hiện và nó có một cái nhịp nó hồi phục lên. Và cái phe bán nghĩ rằng đây chỉ là một cái nhịp hồi nhẹ trong một cái xu hướng giảm và tiếp tục nhảy vào tạo ra khu vực đáy thứ hai. Nhưng một lần nữa họ đã sai lầm khi ở cái khu vực đáy thứ hai này, phe mua đã được củng cố và đưa thêm rất nhiều cái lực mua mới vào trong thị trường. Và từ đó nó tạo ra cái đáy thứ hai bằng với cái đáy thứ nhất và tạo ra một cái xu hướng đảo chiều từ giảm thành một xu hướng tăng ở khu vực đáy thứ hai này. Và đó là một cái định nghĩa đơn giản về mô hình hai đỉnh và mô hình hai đáy. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là chúng ta nên áp dụng những mô hình này như thế nào trong thực tế? Và sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 4 cái chiến lược mà để các bạn áp dụng mô hình hai đỉnh và mô hình hai đáy trong thực tế để có cái hiệu quả nó sẽ tốt nhất.
bạn thể áp dụng cái này sang coin, sang chứng khoán, sang tất cả những lĩnh vực khác thì mình nghĩ là điều phù hợp. Đầu tiên đó chính là mô hình hai đỉnh hai đáy kết hợp với lối đánh theo trường phái breakout. Với cái mô hình hai đỉnh thì từ mô hình chúng ta sẽ kẻ được cái đường viền cổ, đây là cái điều chắc chắn. Và ở đây chúng ta sẽ đợi giá nó phá qua cái đường viền cổ này với cây nến xác nhận. Khi đó thì thị trường nó đang cố gắng tạo thành những cái đáy thấp hơn. Và khi giá nó đóng qua được đường viền cổ thì chúng ta cũng sẽ xác nhận được là cái mô hình hai đỉnh nó xuất hiện. Khi đó chúng ta sẽ có một entry sell ngay tại cây nến nó phá vỡ ở đây. Tương tự như vậy ở đây chúng ta sẽ có là với mô hình hai đáy, từ cái mô hình này chúng ta sẽ kẻ được một cái đường viền cổ. Và lúc này chúng ta sẽ đợi giá nó phá qua cái đường viền cổ thì khi đó thị trường đang cố gắng tạo nên những cái đỉnh cao dần. Khi mà giá nó đóng ở trên cái đường viền cổ thì chúng ta xác nhận rằng mô hình hai đáy nó đã được xuất hiện. Và lúc này chúng ta sẽ có một entry buy ngay tại cái thời điểm cây nến nó phá vỡ này. Chiến thuật thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người đấy chính là mô hình hai đỉnh hai đáy kết hợp với cái dấu hiệu rất quan trọng đấy là key level. Đầu tiên với cái chiến lược này, chúng ta sẽ phải đi tìm một key level thì đây chính là cái vùng hỗ trợ hoặc là những vùng kháng cự quan trọng. Như thế nào là quan trọng? Thì ở đây như trên biểu đồ chúng ta sẽ thấy những cái vùng kháng cự quan trọng khi mà giá đã từ đây giảm xuống rất là mạnh. Tiếp tục chúng ta sẽ quan sát giá nó đã hồi lên cái vùng kháng cự này và đã tạo thành cái mô hình hai đỉnh. Khi đó việc còn lại của chúng ta là chờ đợi giá nó đóng đến qua cái đường viền cổ này và chúng ta sẽ một entry sell ngay tại cái nến phá vỡ này. Và ngay sau đó giá đi xuống và chạm take profit của chúng ta. Với ví dụ tiếp theo thì mình thấy được ở đây đang có một xu hướng tăng khi mà giá nó tạo ra các cái đỉnh cao dần và những cái đáy cao dần. Và cái vùng này chính là vùng key level quan trọng vì đây là cái đáy đặt ra cái khu vực đỉnh cao nhất. Tiếp tục giá hồi về vùng key level này và nó sẽ tạo thành mô hình hai đáy. Thế nên chúng ta sẽ chờ đợi khi giá phá qua cái vùng viền cổ này một lần nữa. Giống như những trường hợp trước mà mình đã nói, chúng ta sẽ thấy một sự xác nhận của mô hình hai đáy được hình thành. Khi đó chúng ta sẽ vào một cái lệnh buy ngay tại khu vực này và các bạn hãy theo dõi kết quả của mình nhé. Ngay lập tức sau đó giá đã bật lên rất là mạnh. Ngoài ra thì có một vài cái entry khác mà các bạn thể tham gia giao dịch. Đầu tiên đó là tại cái vùng đáy này khi mà giá nó vừa chạm hỗ trợ. Thứ hai là cái vùng đáy thứ hai của mô hình. Đây là hai cái điểm vào lệnh sớm nên nó sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro nhất định. Vì thế các bạn hãy nên cân nhắc và hãy nên quan sát thật kỹ trước khi chúng ta quyết định vào lệnh. Thứ ba ở đây có một cái phương pháp mình muốn chia sẻ với mọi người, đấy chính là mô hình hai đỉnh hai đáy kết hợp với cả breakout và cả pullback. Như các bạn đã thấy ở trên biểu đồ, ở đây ta sẽ thấy được rằng hiện đang có cái mô hình hai đáy. Sau đó thì giá nó phá qua đường viền cổ như các bạn đã thấy. Điều này xác nhận cho chúng ta là xu thế nó đã chuyển thành xu thế tăng. Sau đó thì giá đã cú hồi lại ngay tại phần đường viền cổ. Khi đó các bạn thể vào lệnh tại cái vùng giá hồi này thì chiến lược này nó sẽ phù hợp cho các bạn khi đã bị bỏ lỡ entry khi mà giá nó break qua khỏi khu vực đường viền cổ. Thì lúc đó chúng ta sẽ chờ đợi một nhịp hồi lại hay một còn gọi là một nhịp pullback để chúng ta lên kế hoạch để chúng ta vào lệnh. Đối với chiến thuật cuối cùng, bật mí với các bạn, đây là một chiến thuật khá là đặc biệt hơn so với chiến thuật còn lại khi mà mình sử dụng cả đa khung thời gian lẫn cả Brighton. Quan sát ở biểu đồ trên cặp AU, khung thời gian ở đây với những cặp tiền mình hay lấy khung dài và ở đây là D1 thì các bạn sẽ thấy được đây là với vùng hỗ trợ khi mà giá đã chạm vào đây đến lần thứ 3 và các bạn thể thấy nó khá giống với trường hợp key level khi kết hợp với mô hình hai đáy đúng không? Chúng ta có thể thấy rằng giá nó tạo thành cái mô hình hai đáy ngay tại khu vực vùng hỗ trợ. Khi đó thì các bạn thể vào lệnh khi mà giá phá qua đường vùng cổ ở đây. Nhưng đây không phải cái điều mình muốn nói ở trong cái chiến thuật này. Các bạn cần phải quan sát đến cái vùng giá này. Có 3 cây nến đang giằng co tương đối là mạnh tại khu vực này. Vậy thì chúng ta cùng xuống với khung thời gian nhỏ hơn để quan sát xem có chuyện gì đang xảy ra. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy một khung nhỏ hơn của khung D, đấy chính là khung H4 để theo dõi và phân tích kỹ hơn cách giá nó phản ứng. Các bạn để thấy phía bên trái là khung D1, còn phía bên phải là vị trí của cây nến đã rút lâu nhưng mà ở trong khung thời gian là H4. Ta thể thấy được là ngay tại cái vùng hỗ trợ, giá lại tiếp tục tạo ra cái mô hình hai đáy. Chính vì thế mà các bạn lại có sự xác nhận và với sự yên tâm khi vào lệnh ngay tại cái vị trí phá vỡ của đường viền cổ hoặc là chúng ta đợi một cái nhịp giá hồi để chúng ta vào lệnh. Khi đó ở khung thời gian lớn như các bạn đã thấy đang là một xu hướng tăng, khung thời gian nhỏ cũng xác nhận rằng giá đã chuyển từ xu hướng giảm đến xu hướng tăng và cái sức mạnh của đồng thuận của hai khung thời gian này nó đã cho chúng ta kết quả giá đã đi lên rất là mạnh ngay sau đó và đây chính là cái sức mạnh của đa khung thời gian. Thế nên nếu khi các bạn thấy rằng giá đến key level nhưng tín hiệu vẫn chưa rõ ràng để vào lệnh thì các bạn hãy xuống khung thời gian nhỏ hơn để tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra. Và đây thực sự là một cái mẹo rất là hiệu quả.
Trước khi kết thúc cái mô hình hai đỉnh hai đáy thì mình sẽ phân tích thêm một cái ví dụ nữa để các bạn dễ hình dung hơn. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy rằng xu hướng hiện tại là một cái xu hướng tăng khi mà giá đang tạo ra cái đỉnh và đáy cao dần, hay còn nói khác đây là cấu trúc tăng. Xu hướng tăng hiện tại đang bị chững lại tại cái vùng kháng cự này khi mà giá trong quá khứ đã chạm cái vùng này tụt xuống rất là mạnh. Tiếp tục ở đây, một nhịp giá đã hồi và chạm lại vùng kháng cự này và tạo thành mô hình 2D. Thì đây chúng ta sẽ vào lệnh ngay tại cây nến phá vỡ đường biên cổ này, hoặc là lại đợi giá hồi lại để vào lệnh đối với những cái bạn mà chưa vào được lệnh ở trong vùng trước. Thêm một phút thì chúng ta sẽ để hai vùng hỗ trợ cũ, đó chính là vùng này và vùng này. Và các bạn hãy cùng theo dõi mình xem giá chạy như thế nào nhé. Ngay sau đó thì giá đã sập xuống chạm ngay take profit của mình. Tuy nhiên khi mà gần đến take profit 2 thì nó đã rút dâu lên khá là mạnh vào một cái đến pin 3. Lúc này thì mình chợt nghĩ rằng các bạn nên chốt toàn bộ các cái lệnh vì giá đã sập xuống khá là sâu rồi, chứ không nên tham nữa. Và cái lý do tại sao mình khuyên các bạn làm cái điều này, vì đơn giản là khi mà giá nó gần chạm đến cái vùng hỗ trợ cũ mà nó lại rút dâu lên như thế này, chứng tỏ là phe bán đang lao vào rất là nhiều. Thế nên chốt toàn bộ lệnh tại điểm này sẽ rất là hợp lý. Và đấy là những cái chiến thuật áp dụng cho mô hình 2 đỉnh 2 đáy. Và chúng ta sẽ đến với cái mô hình tiếp theo nhé. Cũng tương tự như đối với mô hình 2 đỉnh 2 đáy thì chúng ta sẽ có những cái mô hình với cái số lượng đỉnh đáy nó nhiều hơn. Và nó có sẽ có tên gọi, đấy chính là mô hình 3 đỉnh và mô hình 3 đáy. Đây là một cái mô hình đảo chiều xu hướng, thể hiện sự thất bại của xu hướng đang tiếp diễn khi mà nó không thể phá qua được cái vùng cản gần nhất. Trên biểu đồ là một cái ví dụ minh họa của mình về mô hình 3D. Và ở đây các bạn thấy rằng trước đó là một con sóng tăng tương đối là mạnh, tuy nhiên thì giá đã bị chững lại tại cái khu vực đỉnh này. Sau đó thì giá nó chạm tiếp hai lần nhưng không thể phá qua được cái vùng kháng cự này. Và ở cái mô hình 3D chúng ta sẽ thấy ba cái đỉnh ngang bằng nhau tạo được vùng kháng cự. Hai cái đáy của mô hình thì tạo thành một cái khu vực gọi là đường biên cổ. Và khi giá nó phá vỡ qua đường biên cổ thì mô hình chính thức được xác nhận và xu hướng lúc này nó sẽ chuyển thành từ cái xu hướng tăng sang một xu hướng, đấy chính là xu hướng giảm. Khi đó thì các bạn có thể vào ngay một cái lệnh sell tại cái điểm phá vỡ, hoặc nếu là bạn lỡ chưa vào được cái lệnh đó thì một lần nữa mình nhắc lại, chúng ta luôn có thể đợi giá hồi lại về những vùng đường cổ, sau đó vào một cái lệnh sell ở đây. Chúng ta nói mô hình 2 đỉnh 2 đáy 3 đỉnh thì bây giờ chúng ta sẽ phải cần nói đến cái mô hình là 3 đáy. Trên biểu đồ các bạn sẽ thấy rằng mô hình bắt đầu bằng một cái con sóng giảm, sau đó thì giá đã bị chững lại tại cái vùng hỗ trợ này, giá nó tiếp tục chạm lại khu vực đó và bật lên phá qua cái đường biên cổ. Tuy nhiên lúc này thì các bạn để thấy là canh giá phá qua đường biên cổ này và một lệnh mua lên tại cái vị trí này cũng là tương đối hợp lý. Vậy chúng ta sẽ có những chiến lược nào giao dịch với mô hình 3 đỉnh và 3 đáy? Các bạn sẽ thấy được là cái mô hình này khá giống với mô hình 2 đỉnh 2 đáy, thế nên chúng ta sẽ áp dụng những chiến lược tương tự như là mô hình 2 đỉnh và mô hình 2 đáy. Về cơ bản thì hai mô hình là tương đối giống nhau và vì thời lượng có hạn nên mình sẽ chuyển sang cái mô hình tiếp theo. Các bạn sẽ chỉ cần xem và liên tưởng lại với những cái mô hình trước thì bạn sẽ nắm rõ được. Mô hình tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đây là mô hình tiếp diễn xu hướng, và cái xu hướng được thể hiện qua một cái vấn đề đấy là gì, là nó thể hiện có những cái đỉnh đáy cao dần, những cái đáy sau cao hơn đáy trước và những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đối với mô hình tiếp diễn xu hướng tăng, ta thấy có con sóng tăng mạnh và con sóng hồi, giá đã liên tục tạo ra các đáy sau cao hơn đáy trước, các cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, và lúc này phe mua đang thể hiện sự thắng thế khi mà liên tục phá qua cái vùng kháng cự của phe bán. Ngược lại thì phe bán lại liên tục thất bại khi mà không thể nào tạo ra những khu vực đáy thấp hơn. Nếu như ở đây các bạn thì thấy rằng xuất hiện cái mô hình tiếp diễn xu hướng tăng, việc các bạn lúc này làm sẽ đương nhiên là canh mua lên để đi theo cái xu hướng của thị trường. Còn đối với mô hình tiếp diễn xu hướng giảm, ta sẽ thấy rằng giá nó liên tục tạo ra các đáy sau thấp hơn đáy trước, các cái đỉnh sau thấp hơn cái đỉnh trước. Và hiển nhiên khi chúng ta thấy được cái mô hình tiếp diễn xu hướng giảm xuất hiện thì việc chúng ta cần làm đó chính là chúng ta sẽ canh để vào lệnh bán. Và đó là mô hình tiếp diễn xu hướng tăng và giảm. Các bạn hãy theo dõi cùng mình những cái mô hình tiếp theo nhé. Mô hình tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là mô hình ngược lại với mô hình tiếp diễn xu hướng. Và cái tên gọi chắc các bạn đoán được rồi, đấy chính là những cái mô hình đảo chiều xu hướng. Và đây là một cái mô hình mà chúng ta sẽ thường thấy khi mà xu hướng từ tăng thành giảm hoặc là từ giảm thành tăng. Trên biểu đồ hiện tại các bạn sẽ thấy rằng xu hướng hiện tại là một cái xu hướng giảm khi mà giá liên tục tạo ra khu vực đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Và đây chính là mô hình tiếp diễn xu hướng mà mình vừa mới nói cho các bạn. Trong cái xu hướng giảm này, chúng ta thấy là có một cái vùng kháng cự quan trọng tại đây khi mà giá đã phản ứng 3 lần tại cái vùng này. Và nếu cái vùng kháng cự này không bị phá vỡ thì xu hướng chính nó sẽ vẫn là xu hướng giảm. Còn nếu như cái vùng kháng cự này bị phá vỡ thì cái xu hướng nhiều khả năng sẽ thay đổi từ giảm thành tăng.
Và tiếp sau đó các bạn để thấy rằng có một con sóng tăng nó đã phá vỡ qua cái vùng kháng cự. Lúc này mình nhận định rằng xu hướng giảm hiện tại đã kết thúc và xu hướng tăng bắt đầu. Sau đó thì giá đã hồi về test lại cái vùng kháng cự cũ và bật tăng lên khá là mạnh. Vậy cái ý nghĩa của cái mô hình này là gì? Mô hình này nó thể hiện cái sự thất bại của phe bán khi mà nó không tạo ra được những cái đáy tiếp theo thấp dần. Thay vào đó thì phe mua xuất hiện và nó đang đẩy giá đi lên bằng cách thể hiện qua những cái đỉnh sau cao hơn những cái đỉnh trước. Chính vì thế khi mà mô hình này xuất hiện thì xu hướng giảm khả năng đã kết thúc nên chúng ta sẽ không canh lệnh bán nữa, mà chúng ta sẽ thay vào đó chúng ta sẽ đi tìm một lệnh mua. Còn đối với cái mô hình đảo chiều giảm thì sao? Các bạn có thể thấy xu hướng hiện tại là một xu hướng tăng khi mà giá liên tục tạo ra các cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. Trong cái xu hướng tăng này chúng ta sẽ đi tìm kiếm một cái vùng đáy mà đã tạo nên cái khu vực đỉnh cao nhất, đó chính là cái khu vực này. Từ đây chúng ta có thể vẽ được cái vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá vẫn giữ được ở trên cái vùng hỗ trợ này thì xu hướng hiện tại vẫn là xu hướng tăng. Ngược lại, nếu mà cái vùng hỗ trợ này bị phá thì nhiều khả năng là xu hướng đã chuyển từ tăng thành giảm. Ngay sau khi giá bị phá vỡ thì đã có cái nhịp pullback lại và sau đó sập xuống rất rất là mạnh, phải không nào? Như vậy các bạn thể thấy là mô hình này xuất hiện thì chúng ta sẽ không canh lệnh mua nữa và thay vào đó chúng ta sẽ canh lệnh bán. Đến với cái mô hình tiếp theo thì mình tin chắc đây là một cái mô hình nó khá là quen thuộc với các bạn rồi, và nó sẽ có cái tên gọi đấy chính là mô hình vai đầu vai và mô hình vai đầu vai ngược. Đối với mô hình vai đầu vai thì chúng ta sẽ thấy mô hình bắt đầu từ một con sóng tăng. Tiếp theo đó chúng ta có 3 đỉnh, đó là vai trái, đỉnh đầu và vai phải. Hai cái đáy của mô hình tạo thành đường biển cổ hay còn gọi là đường hỗ trợ. Và nếu như giá phá vỡ cái đường biển cổ thì cái mô hình vai đầu vai chính được xác nhận. Khi đó nhiều khả năng xu hướng sẽ đổi chiều từ tăng thành giảm. Và lúc này chúng ta sẽ không canh lệnh mua nữa mà chúng ta sẽ thay vào mình nhắc lại chúng ta sẽ canh một cái lệnh bán. Và đó là lý thuyết của cái mô hình vai đầu vai. Vậy bí mật tâm lý đằng sau mô hình vai đầu vai là gì? Ở đây mô hình vai đầu vai sẽ cho chúng ta thấy rằng phe mua hiện tại đang bị phe bán cản lại khi mà giá đã bắt đầu tạo ra các đỉnh thấp dần. Khi đó các bạn để thấy rằng phe bán bắt đầu chiếm dần ưu thế hơn so với phe mua. Và cho đến khi đường viền cổ bị phá vỡ thì lúc này chính là thời điểm phe bán đã chiến thắng hoàn toàn khi mà đã tạo ra các đáy sau thấp hơn đáy trước và những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Lúc này thì việc giá sập xuống là một điều tất yếu, phải không các bạn? Ngược lại với mô hình vai đầu vai là mô hình vai đầu vai ngược. Mô hình này bắt đầu bằng một con sóng giảm. Tiếp đó chúng ta có 3 cái đáy lần lượt là vai trái, đầu và vai phải. Hai cái đỉnh của mô hình tạo thành cái đường viền cổ. Và nếu như giá phá qua cái đường biên cổ thì cái mô hình vai đầu vai ngược chính thức được xác nhận. Khi đó thì xu hướng chính của thị trường nhiều khả năng sẽ chuyển từ giảm thành tăng. Và lúc này chúng ta sẽ không canh vào lệnh bán nữa mà thay vào đó chúng ta sẽ canh một cái lệnh mua để tiếp tục đi theo cái xu hướng thị trường. Như ở đây thì mình sẽ chia sẻ tiếp là tâm lý đằng sau cái mô hình vai đầu vai ngược là gì. Ở đây các bạn sẽ thấy được rằng mô hình vai đầu vai ngược sẽ cho chúng ta thấy phe bán hiện đang không còn thắng thế nữa khi mà giá bắt đầu tạo ra những đáy cao dần. Và đến khi đường viền cổ bị phá vỡ thì phe mua lúc này đã chiếm hoàn toàn ưu thế khi mà chúng ta thấy các đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Lúc này xu hướng của thị trường thay đổi hoàn toàn và giá sẽ đi lên ngay sau đó. Câu hỏi được đặt ra ngay lúc này là chúng ta sẽ áp dụng những mô hình này vào trong thực tế như thế nào? Về bản chất thì mô hình vai đầu vai là một mô hình giá đảo chiều. Tức là các bạn cần phải nhớ khi mà mô hình xuất hiện thì xu hướng nhiều khả năng sẽ chuyển từ tăng thành giảm và ngược lại từ giảm thành tăng. Cái mô hình này giá nó khá giống với mô hình hai đỉnh hai đáy hay cái mô hình ba đỉnh ba đáy, và những chiến thuật trong thực tế chúng áp dụng sẽ cũng giống như hai cái mô hình mà mình vừa kể ở trên. Vì bản chất nếu các bạn biết thì mô hình vai đầu vai và mô hình hai đỉnh là gần giống nhau, thế nên cái chiến thuật chúng áp dụng sẽ gần là giống nhau. Và vì thời lượng video có hạn, thế nên bạn nào chưa rõ về chiến thuật nào thì có thể xem lại chiến thuật mô hình hai đỉnh ở đầu video, hoặc bạn có thể comment xuống bên dưới những cái thắc mắc của bạn để mình xử lý và mình sẽ giải quyết cho. Mô hình cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là mô hình kênh giá, mô hình cái nêm và cái mô hình tam giác. Các bạn sẽ hỏi mình tại sao mình lại xếp 3 cái mô hình này đi với nhau. Vì mình thấy rằng 3 cái mô hình này tuy khác nhau nhưng trong thực tế cái cách sử dụng những cái mô hình này là khá giống nhau. Chính vì thế để các bạn đủ hiểu hơn thì mình sẽ phải gộp 3 mô hình này lại để phân tích. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu mô hình tam giác. Với một cái mô hình tam giác tăng thì chúng ta sẽ thấy là mô hình này có cái đỉnh ngang bằng nhau tạo thành một cái vùng kháng cự. Và các khu vực đáy mô hình này có dạng đáy sóng cao hơn đáy trước tạo ra cái áp lực lên cái vùng kháng cự hiện thời. Và từ các đáy này chúng ta sẽ vẽ được trendline của xuống tăng và kết hợp với vùng kháng cự chúng ta sẽ thấy một cái mô hình tam giác tăng được tạo ra.
Tiếp theo là mô hình ngược lại, đây mô hình tam giác giả. Chúng ta sẽ thấy là cái mô hình này có các cái vùng đánh ngang bằng nhau tạo thành một cái vùng hỗ trợ. Và các cái đỉnh của mô hình có dạng đỉnh sau hơn đỉnh trước. Và từ cái mô hình này chúng ta sẽ vẽ một cái đường trendline giả. Kết hợp với vùng hỗ trợ thì chúng ta có một mô hình là tam giác giả. Cuối cùng chúng ta có một cái mô hình, đấy chính là tam giác đối xứng. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái mô hình này có cái đáy sau cao hơn đáy trước nên sẽ dùng một đường trend tăng tại đây. Tiếp tục quan sát các cái đỉnh thì chúng ta lại thấy ngược lại, đấy những cái đỉnh sau thấp hơn cái đỉnh trước. Và từ những cái đỉnh này chúng ta cũng có thể kể được với đường xu hướng giảm. Và sự kết hợp của hai đường xu hướng đó chúng ta sẽ được gọi là về tam giác đối xứng. Vậy ý nghĩa của mô hình tam giác là gì? Như các bạn thể thấy và có thể hình dung được, mô hình tam giác là thể hiện cái sự tranh đấu của phe mua và phe bán, nhưng hai cái phe mua và phe bán này không có một cái phe nào nó có ưu thế hơn so với cái phe còn lại. Ví dụ ở một cái mô hình tam giác đối xứng, các bạn sẽ thấy rằng phe mua liên tục đẩy giá đi lên, ngược lại thì phe bán tiếp tục lại đẩy giá đi xuống, và cho đến khi nào cái điểm cuối của mô hình bắt buộc sẽ phải có một cái phe mà chiến thắng. Thế nên lúc này chúng ta sẽ xem xét bên nào là bên chiến thắng bằng cách sử dụng breakout. Nếu giá phá vỡ cạnh trên của tam giác thì chúng ta sẽ canh một lệnh mua lên. Ngược lại, nếu giá phá vỡ cạnh dưới của tam giác thì chúng ta sẽ canh một lệnh bán. Các bạn thể thấy là mô hình này có một cây nến đóng cửa qua cạnh trên của mô hình. Lúc này chúng ta nhận định rằng nhiều khả năng là phe mua đã thắng thế ở trong cuộc chiến này. Thế mình sẽ vào một cái lệnh mua tại đây và stop loss được đặt tại gần đây nhất. Mô hình tiếp theo mà mình rất hay sử dụng đấy chính là mô hình về kênh giá. Và cũng tương tự như mô hình tam giác thì cái này nó sẽ có ba cái biến thể rõ ràng. Đấy là kênh giá tăng, kênh giá giảm và kênh giá đi ngang. Đầu tiên ta sẽ cùng tìm hiểu về kênh giá tăng. Đây là cái trường hợp mình nghĩ khá là dễ hình dung. Mô hình này gồm các cái đáy sau cao hơn đáy trước. Và từ đây chúng ta sẽ kẻ được cái đường xuống tăng. Ngoài ra chúng ta còn thấy các cái đỉnh sau cao đỉnh trước và nối các đỉnh này lại chúng ta cũng được một cái đường xuống tăng. Và như vậy, đối với cái mô hình này, chúng ta sẽ thấy xu hướng hiện tại đang là xu hướng tăng. Thế nên chúng ta sẽ nên canh mua lên thay vì việc chúng ta sẽ bán xuống. Tuy nhiên, nếu như mô hình bị phá vỡ thì nhiều khả năng xu hướng sẽ thay đổi. Nên là chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm để chúng ta quyết định cái điểm báo lệnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói chuyện về kênh giá giảm. Mô hình này bao gồm các cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Và từ các cái đỉnh này, chúng ta sẽ vẽ được một cái đường trendline ra. Và tiếp tục ta thấy có các cái đáy sau thấp hơn đáy trước, và từ những cái đáy này ta cũng có thể sẽ vẽ được một cái đường trendline giảm ở đây. Ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy rằng hai cái đường trendline này song song với nhau và hướng xuống thể hiện xuống là đang giảm. Tuy nhiên nếu như cái mô hình này bị phá vỡ thì chúng ta cũng có thể vào lệnh theo cái xu hướng mới của thị trường, một cái lệnh mua, cái lệnh bán. Cuối cùng là kênh giá đi ngang, một thời điểm rất là đáng sợ thị trường. Mô hình này khá là trực quan khi mà nó cho chúng ta thấy các cái mức và đáy ngang nhau tạo thành hai cái mức hỗ trợ và kháng cự. Cái mô hình này thể hiện rằng phe mua và phe bán đang tranh chấp ở trong cái vùng không gian này. Và chúng ta có thể canh mua khi mà giá chạm hỗ trợ và canh bán khi giá chạm tới cái vùng kháng cự. Ngoài ra nếu như mô hình bị phá vỡ thì ta có thể canh một cái lệnh mua lên nếu như vùng kháng cự bị phá vỡ, hoặc là canh bán xuống khi vùng hỗ trợ bị phá vỡ. Có thể là các bạn sẽ thắc mắc là kênh giá đi ngang và trường hợp giá đi sideways là gần giống nhau. Vậy hãy cùng mình tìm hiểu sự khác biệt ở đây nhé. Các bạn thấy một điều rằng đó là cái kênh giá đi ngang ở đây nó sẽ tương đối là đẹp khi mà giá từ kháng cự lại xuống vùng hỗ trợ và từ hỗ trợ lại đi lên vùng kháng cự. Tuy nhiên khi mà thị trường sideways chúng ta thể thấy rằng giá nó đi rất là lung tung, không quy luật gì cả. Ngoài ra thì nó cũng thường xuyên quét stop loss chúng ta bằng những dâu nến và dâu trên và dâu dưới rất là dài. Thế nên khi mà thị trường sideways chúng ta không nên vào lệnh vì chúng ta sẽ rất dễ bị stop loss trong những trường hợp như vậy. Đối với mô hình cuối cùng thì đấy chính là mô hình cái nền, và với cái mô hình cái nền tăng, các bạn có thể thấy rằng mô hình này có các cái đỉnh và đáy cao dần. Từ các cái đỉnh là các cái đáy này chúng ta sẽ tạo thành một cái đường trend tăng. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng hai cái đường trendline này thu hẹp dần và tạo thành một cái đường nén. Khi đó chúng ta sẽ canh mua lên hoặc là bán xuống khi mà giá phá vỡ trong một hai cái đường này. Còn lại đối với mô hình cái nền giảm thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng mô hình này gồm các cái đỉnh và đáy giảm dần. Từ đó, cái đỉnh và đáy này sẽ tạo được hai cái đường xuống giảm. Hai cái đường trend giảm này có xu hướng tiếp sát vào nhau tạo thành một cái lực nén. Và khi đó chúng ta sẽ canh giá phá vỡ qua một trong hai cái xu hướng này để vào lệnh theo xu hướng mới của thị trường. Bởi vì lúc đó là cái lực nó bung ra đã rất là mạnh rồi. Và đó là phần lý thuyết của mô hình tam giác, kênh giá và mô hình cái nền. Vậy chúng ta sẽ áp dụng mô hình này vào thực tế như thế nào? Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn 4 cách để có thể áp dụng những cái mô hình này. Đối với chiến lược đầu tiên thì mình sẽ sử dụng mô hình để đi theo xu hướng của thị trường. Và các bạn thấy rằng xu hướng hiện tại đang là một xu hướng tăng khi mà xuất hiện những cây nến xanh khá mạnh. Ngay sau đó giá nó bị chững lại và thu hẹp ở trong mô hình tam giác.
Lúc này thì mình sẽ làm một việc đấy là lại chờ đợi giá phá lên trên và chúng ta sẽ canh vào lệnh. Ngay sau đó thì các bạn để thấy rằng cây nến xanh phá qua cạnh trên của tam giác. Ở đây như vậy nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục tăng lên tiếp để đi theo cái xu hướng mới của thị trường. Lúc này thì mình sẽ đặt một cái lệnh buy tại đây, stop loss ngay tại cái vùng hỗ trợ gần nhất. Ngay sau đó giá đã đi lên và chạm take profit của mình. Chiến lược thứ hai mà sẽ sử dụng trong trường hợp đấy là khi mà chúng ta muốn đi tìm những cái điểm đảo chiều. Ở đây các bạn có thể thấy là một con sóng tăng, sau đó giá đã bị chững lại tại kênh giá ngang này. Khi đó thì mình sẽ canh mua lên khi mà giá phá qua kháng cự, hoặc là bán xuống khi giá phá qua cái vùng hỗ trợ. Và khi có một cây nến đâm xuyên qua vùng hỗ trợ này thì khả năng cao là xu hướng đã đảo chiều từ tăng thành giảm. Chính vì vậy mà mình sẽ đặt cái lệnh sell ngay tại cái cây nến phá vỡ này và stop loss sẽ đặt tại vùng hỗ trợ gần nhất. Ngay sau đó thì giá nó đã sập xuống rất là sâu, phải không các bạn? Và các bạn có thể để ý một điều đó là ngay sau đó chúng ta có một mô hình kênh giá đi ngang tại đây. Chính vì thế chúng ta có thể nhồi thêm một lệnh khi mà giá phá vỡ để đi theo con sóng này. Chiến lược thứ ba mà mình sử dụng và muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là mô hình kết hợp với sự điều chỉnh giá. Trên biểu đồ ở đây các bạn có thể thấy là sau khi giá đi ngang ở trong khu vực tam giác này thì giá đã bật lên rất là mạnh. Nếu như các bạn bỏ lỡ con sóng tăng này thì các bạn sẽ có thể phải đợi giá về hồi phục cạnh dưới của tam giác này để canh một cái lệnh mua. Và lệnh này chúng ta sẽ để stop loss ở cái khu vực đáy gần nhất. Ngay sau đó giá đã đi lên và chạm take profit của mình. Cuối cùng thì mình cũng sẽ sử dụng mô hình giá kết hợp với Variation. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát trên khung H4 thì ở đây chúng ta sẽ thấy một cái vùng hỗ trợ quan trọng. Mình step xuống cái khung thời gian nhỏ hơn để quan sát kỹ về cái hành động giá. Xuống cái khung H2 các bạn có thể thấy rằng đang xuất hiện một kênh giá đi ngang. Ngay sau đó thì có cây nến xanh phá qua kênh giá này. Như vậy thì hiện giá đang ở trong vùng hỗ trợ của khung lớn kết hợp với phá vỡ ra khỏi kênh giá. Như vậy thì nhiều khả năng giá đã được xác nhận là nó sẽ lên tương đối là mạnh. Chính vì thế mình sẽ đặt một cái lệnh buy ở đây, stop loss đặt ngay dưới cái vùng hỗ trợ gần nhất. Ngay sau đó thì giá đã bật lên trên rất là mạnh với những cây nến Marubozu thân dài. Trên đây là tất cả những chiến lược mình đã sử dụng trong quá trình giao dịch của mình. Và lý thuyết là như thế, nhưng để các bạn để áp dụng được thành thạo thì mình nghĩ các bạn cần phải luyện tập backtest, luyện tập rất là nhiều. Thế nên để các bạn rút ngắn thời gian thực hành cái chiến lược này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái mẹo nhỏ như sau. Thứ nhất đấy là các bạn hãy xuống cái khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm điểm báo lệnh. Các chiến thuật về đa khung thời gian vẫn luôn luôn hiệu quả ở bất kỳ cái khung thời gian nào, bất kỳ cái thị trường nào. Thế nên nếu chưa có bỏ qua nó thì nó cũng phải rất là phí phạm. Đa khung thời gian, mình nhắc lại một lần nữa, nó sẽ giúp cho bạn quan sát tổng quan hơn cái xu hướng của thị trường, thì điểm entry đẹp hơn, thì cũng chính từ đó mà gia tăng được lợi nhuận cho bản thân mình. Vậy làm thế nào chúng ta để áp dụng được chiến lược đa khung thời gian? Thì đơn giản, chúng ta sẽ quan sát trên hai khung thời gian, đó là khung thời gian lớn và khung thời gian nhỏ. Khung lớn chúng ta sẽ dùng để xét cái xu hướng dài hạn, và khung nhỏ chúng ta sẽ xác định cái điểm báo lệnh. Khi đó chúng ta sẽ vừa có cái điểm entry đẹp, vừa có thể đi theo được cái xu hướng chính của thị trường. Tiếp đó thì lời khuyên đó chính là các bạn hãy đặt stop loss càng cụ thể càng tốt, càng chi tiết càng tốt, và phải tuyệt đối tuân thủ theo stop loss. Stop loss một lần nữa mình nhắc lại, nó không phải chỉ bảo vệ tài khoản của các bạn mà nó còn bảo vệ cho tâm lý các bạn nữa. Một stop loss cụ thể và rõ ràng sẽ giúp cho bạn giảm thiểu được tối đa cái rủi ro trong quá trình giao dịch. Ngoài ra nó còn giúp bạn xác định rõ cái mức thua lỗ có thể chấp nhận trước khi vào lệnh. Như vậy thì thế nào là một cái điểm đặt stop loss cụ thể? Theo mình thì một stop loss cụ thể là một stop loss mà do chính các bạn kiểm chứng, backtest và tự đúc ra kinh nghiệm. Và theo kinh nghiệm của mình thì mình thường hay đặt dừng lỗ tại vùng hỗ trợ và kháng cự. Tại đây thì chúng ta sẽ xuất hiện nhiều cái áp lực của phe mua và phe bán, nên cái lệnh chúng ta sẽ được đảm bảo an toàn hơn nhiều. Cuối cùng đó chính là thị trường nó không hề hoàn hảo. Con người vốn không phải là hoàn hảo và thị trường nó cũng vậy. Ví dụ như khi các bạn vẽ đường hỗ trợ kháng cự hay là trendline thì chúng ta sẽ biết rằng giá sẽ không phản ứng tại một điểm xác định mà giá sẽ phản ứng tại một vùng. Ngay cả những cái mô hình giá cũng như vậy, nó sẽ rất khó để có thể hoàn hảo như những gì lý thuyết của chúng ta đã học. Nếu như các bạn cứ chờ một cái mô hình hoàn hảo như trong sách thì có lẽ là mình nghĩ các bạn đã bỏ lỡ đến 90% cơ hội để vào lệnh. Đơn giản vì thị trường nó không hoàn hảo, chuyển động của giá cũng không hoàn hảo, nên chúng ta cũng cần phải học cách thích nghi với những cái biến động của thị trường này. Và trên đây là tất cả những cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video ngày hôm nay. Và đây là một trong những cái video tâm huyết nhất và những cái video dài nhất của mình ở trên MForex. Rất là hy vọng những kiến thức này có thể giúp cho bạn có ích hơn ở trong thời gian giao dịch sắp tới của các bạn ở trong tương lai. Và cảm ơn các bạn luôn dành thời gian để theo dõi MForex và dành rất là nhiều tình cảm cho MForex. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.